mình xin hướng dẫn các bạn một vài cái đoạn nhỏ trong pentatonic để xây dựng tốc độ. Xây dựng tốc độ đây là các bạn làm sao từ từ mình có thể đánh nhanh từ những cái mẫu thật đơn giản. Thì pentatonic là một cái dạng mà dùng rất là phổ biến trong âm nhạc, đầy đủ từ bop, rock, fusion, ra xài rất là nhiều. Và ở đây có những cái mẫu nhỏ nhỏ mà các bạn có thể nghe được họ lặp đi lặp lại của những tay guitarist rất là nhiều lần. Để mình giới thiệu với các bạn hai ba cái mẫu nhỏ để các bạn tập chậm từ từ để xây dựng tốc độ lên nhé. Thì bây giờ ở trong bài học này thì mình hướng dẫn các bạn ở cái là si thứ pentatonic ha, si thứ. Bây giờ si thứ pentatonic ở cái âm ra ở cái thế bấm mà dễ nhất thì các bạn thấy là chúng ta thì bấm được ngay ngang 7 này, ha, 10, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 10, 7, 10. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn ở các dây giữa giữa ha, để các bạn có thể là áp dụng sau đó mình nâng lên nâng xuống ở các dây cặp dây khác nhau đều được cả, hoặc là ở những vị trí của những cái thế tài pentatonic khác, ví dụ la thứ pentatonic, rê thứ pentatonic đều được cả. Ở đây chúng ta sử dụng cái kỹ thuật hammer-on pull-up, tức là gõ hoặc là bung cái ngón tay ra. Nếu các bạn nào chưa biết thì có thể hình dung nó như thế này. Ví dụ các bạn đánh hai nốt, đánh ngang 7 gõ vào ngón 9. Tương tự cho nghe cái dây son. Đó, thì bây giờ các bạn đánh 4 cái nốt. Nếu mà chúng ta đánh tay phải bình thường, chúng ta đánh như sau. Thì bây giờ chúng ta đánh chỉ tay phải, các bạn đánh cái nốt đầu tiên và nốt thứ ba mà thôi. Còn cái nốt 2 và nốt 4 thì bạn gõ vào luôn nha. Các bạn nhìn kỹ nha. Mình chỉ đánh nốt đầu tiên nè. Sau đó gõ vào nốt thứ hai nè. Bấm cái nốt thứ ba nè. Gõ vào nốt thứ tư. Thì cái câu đơn giản của chúng ta nó sẽ như thế này. Liên 4 nha bạn. Dây số 3, dây số 4 này, các bạn đánh từng cặp nó như thế này. Dần dần mình cũng sẽ nâng được cái tốc độ lên bằng cách là hammer on nó như vậy. Cách thứ hai là chúng ta ngược lại. Các bạn đánh 9, các bạn pull nó vào 7, nó gọi là pull up. Các bạn đánh ngang 9 thôi nè. Đó, các bạn búng cái ngón tay ra để cho nó phát ra cái nốt ở ngang 7 thì gọi là pull up. Tương tự, chúng ta đánh ngược lại câu nãy nha. Thì có một cái chiêu nho nhỏ đây để các bạn đánh nghe nó sạch, không có bị dơ. Nếu các bạn đánh dơ, các bạn đánh như thế này nè. Đó, bởi vì khi các bạn bung cái ngón tay ra, nó dễ vướng ở những cái dây phía dưới. Ví dụ đang dây là số 3, các bạn bung nó ra. Đó, thì các bạn dễ nó bị dướng qua cái dây dưới. Do đó tay phải các bạn, bằng cách tay phải chúng ta dùng cái ngón giữa chúng ta để nhẹ lên cái dây phía dưới ha, cái dây số 2. Do đó khi bạn đánh dây số 3 bạn buông ra, nếu nó có trúng dây số 2 nó cũng tắt tiếng như sao, các bạn thấy không? Còn nếu các bạn không bịt bàn tay này hoặc là tay trái các bạn không có chạm xuống dây số 2 thì các bạn sẽ dễ bị như thế này. Nghe nó dơ ha, người ta gọi là dơ hoặc là nó ồn như vậy không hay. Mình thì hay bịt bằng tay phải như thế này. Đó, đánh nó đầu, buồn ra nó sao, làm chậm, từ từ các bạn tăng tốc độ nha. Thank you.
hai mình hay đánh, tức là mình dùng chicken picking ha. Mình cái dây dưới thì mình móc bằng cái ngón này, dây trên thì mình sẽ đánh. Thế như sao? Tương tự thôi các bạn. Thì các bạn thấy rằng ngay cả mình móc như thế này, mình không bịch dây dưới nó vẫn không ổn, bởi vì lúc đó cái tay trái của mình nó làm nhiệm vụ bịch đó luôn rồi. Ở đây mình giới thiệu các bạn hai cái bịch ha. Ở đây mình bấm như thế này thì cái phần phía dưới của cái ngón trỏ này mình có chạm nhẹ vô trong cái dây bên dưới để cho nó, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy nó không có bị ổn thì bằng cách bịch dây như vậy ha. Đó là cũng là kỹ thuật. Thì bây giờ chúng ta đánh bằng cách là cái dĩ son thì mình móc, còn dĩ trên là mình mới đánh nha. Nhìn kỹ tay phải nha bạn. À, thì các bạn thấy là cái chiều xuôi thì chúng ta cũng có thể áp dụng cách đó, bằng cách các bạn đánh nó đầu, sau đó cái gì dưới thì bạn móc lên. Các bạn thấy là với hai cái mẫu đó bạn có thể kéo đi áp dụng được những cái cặp dây khác nhau rồi. Thì bây giờ mình sẽ đánh một cái cặp nó khó một tí, bởi vì các bạn thấy là lúc nãy chúng ta sử dụng hai cái ngón, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn. À, thì bây giờ chúng ta sử dụng thêm một cái ngón út nữa chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ đánh cái cặp dây tương tự bên dưới, chúng ta đánh là dây số 3 và dây số 2. Các bạn thấy chưa? Ngay ngăn này thì chúng ta phải đánh cái ngón út vào rồi. Xong rồi các bạn đánh ngược lại bằng cách là thì bây giờ các bạn có thể dùng cái ngón tay các bạn móc giống như lúc nãy ha. Với cái bài tập này nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc là chúng ta tập cái độ lì của ngón tay. Tại vì bạn thấy bạn có thể đánh một lần tăng 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 nó dễ, nhưng bạn lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cái ngón tay bạn nó sẽ bị mỏi. Do đó hãy tập kiên trì, dần dần cái tay bạn nó khỏe hơn và bạn có thể đánh được những cái câu đơn giản nhưng mà tốc độ nó sẽ nhanh hơn từ từ so với các câu mà nó dài và nó phức tạp. Thì đây cũng là cách tiếp cận các bạn có thể đánh tập với những ngăn trên đây hoặc là những ngăn cao hơn với cái cách tương tự như vậy. Chú ý là chúng ta cố gắng làm sao phát ra âm lượng của các nốt đó nó đều nhau một tí. Và cái kỹ năng bịch dây là một yếu tố quan trọng trong kỹ thuật guitar điện nha các bạn. Nếu mà bạn đánh nghe nó rè, nó không có rõ nốt, ồn quá thì chúng ta nên nghiên cứu lại thì bịch dây bằng tay phải hay bịch dây bằng tay trái, xem cái nào là nó phù hợp hơn với các bạn. Hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom bằng cách là like, share, comment để chia sẻ những cái video mình có động lực làm tiếp. Nếu bạn có nhu cầu mua các cây đàn guitar từ giá rẻ cho đến cao cấp, có thể liên hệ Amigo Guitar Shop. Thì bên mình có khá đầy đủ. Cây mình đang đánh đó là cây cọt G250DS, cũng rất là đẹp, cần marble nha các bạn. Đây. Cái cần sao làm rất đẹp, giá rất là phải chăng. Các bạn có thể xem ngay cái link phần mô tả của video này. Nếu các bạn muốn tập các kỹ thuật guitar điện cơ bản thì có thể đăng ký các khóa học của Đăng Khoa, đóng tiền một lần học trọn đời nha các bạn. Học bất cứ khi nào các bạn muốn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.